Chào cả nhà, giới thiệu với cả nhà, đây là giống cây mận An Phước nhà mình. Khi cái mận này mà có trái thì trái nó rất là sum suê ha. Thì hiện tại là cây mận An Phước này cao tầm 1m6 cả nhà, và đã có hoa từ gốc lên tới ngọn. Rồi để mình quay sát lại cả nhà coi ha, những bông hoa rất là xinh xắn. Đây, về trồng chăm sóc là có trái ăn liền ha. Cây thì cũng rất là to, đủ sức để mình giữ trái. Bông rất là nhiều cả nhà. Mặc dù cây thì trồng trong cái bầu ươm rất là nhỏ, quá nhỏ so với cái cây bự này. Cả nhà thấy bầu ươm rất nhỏ ha, mà bông trái thì bông sum suê, rất là nhiều bông, chùm chùm luôn cả nhà. Thì có ai ăn giống mận đỏ An Phước cũng biết ha, giống mận này thì nay rất là thịnh hành ở Việt Nam mình, bởi vì cây cho năng suất cao và cây thì có trái rất là đẹp, sum suê, màu trái đỏ âu. Nay chia sẻ chút xíu cho cả nhà coi ha. Rồi ai có thích cây mận An Phước thì liên hệ với mình nha.